với cả các bạn nè. Ố, Bố Hồng ơi, ở đây cũng có gắp bim bim này. Uầy, đợt trước mình cũng gắp rồi mà không biết là được bao nhiêu like ấy nhở? Không biết được, hình như là cũng em chỉ nhớ là được 30 gói thôi. Được 30 gói thôi, ngày xưa mình gắp được 30 gói liền. Cũng, thế Quỳnh Nhi có muốn gắp không? Con không muốn gắp như con chơi của cháu khác. Thế là gì? Em Quỳnh Nhi cũng muốn chơi của khác các bạn ạ. Các bạn ơi, lần trước thì Bố Hùng gắp được 30 gói bim bim. Không biết là lần này quay trở lại thì Bố Hùng có phá được kỷ lục của chính bản thân mình hay không? Hay là lại ít hơn lần trước đây? Ok, thế thì để Bố Hùng xem là có phá kỷ lục 30 gói đợt trước thôi nhá. Lần này Bố phải gắp được 60 gói. 60? Ừ, 60 gói. Con nói phép nhỉ. Các bạn đoán xem là mình sẽ gắp được bao nhiêu gói nhỉ? Nếu mà đúng thì mình sẽ cho một bạn một gói bim bim luôn. Các bạn ơi, để bây giờ thì mình sẽ mua vé cho Bố Hùng vào lại chơi lại cái trò chơi gắp bim bim nhá. Các bạn đoán xem là lần này thì Bố Hùng sẽ gắp được bao nhiêu gói nào? Nhớ comment ở bên dưới nhá. Còn mình thì mình đoán là ít hơn lần trước. Ít hơn được rồi. Bởi vì đợt trước nó có gói to các bạn, nhưng bây giờ nó chỉ có đúng một loại gói thôi, không biết là có gắp được nhiều không ấy. Okay. Đây này có người đang chuẩn bị gắp vừa này các bạn này. Đây, đi vào xem. Đây các bạn ơi, cũng chuẩn bị gắp rồi kìa, cũng là tay găng tay xanh, găng tay đỏ đây này. Cầm cái găng tay không biết này là sẽ anh này gắp được nhiều không cơ. À, cổ vũ chưa? Đây. Đây để cho các bạn xem nhá. Cổ vũ thì tí nữa cổ vũ cho bố giống như thế. Người kia. Rồi. Chắc phải được 30 gói, 50 gói thì mới lại được cái số tiền. Ôi, đi cái găng tay này sẽ ấy hơn. Cố lên. Ôi. Không biết được nhiều không, bởi vì khi mà xuống mà mạnh quá là nó rơi hết rồi các bạn ạ. Chắc chưa? Chắc lên. Cố lên, cố lên nào. Wow, nhiều thế. Wow. Rơi nhiều phết các bạn ạ. Không biết là có được nhiều không? Ôi trời ơi. Bố Hùng tí nữa mà được như này thì có mà tha hồ đấy, về mà ăn rồi. Thế thì mình thử xem được bao nhiêu quá. Tha hồ về mà ăn luôn. Ăn đến rồi. Chán chơ mà chán chơ luôn. Mà bị đau răng luôn ấy. Ok, nào bây giờ Bố Hùng lên thớt đi. Ôi lên bạn ơi. Cái anh lúc nãy thì gắp được rất là nhiều luôn. Được tận 2 túi bim bim to như thế này cơ mà. Không biết là Bố Hùng được bao nhiêu. Vâng ạ. 5 gói á? 50 gói. 50 gói. Bố Hùng bảo 50 gói. 50. Được 5 gói là may rồi. Để bù lại cái đợt trước được 30 gói hay ít. Để bù lại các bạn ơi, Bố Hùng bảo để bù lại đợt trước. Nhưng mà chắc gì. Đây, bây giờ đi găng tay vào nhá. Cố lên nha. Ok. Các bạn ơi, để Bố Hùng phải được ít nhất là 30 gói mới gỡ lại vốn nhớ chưa? Để xem là được 30 gói không các bạn ạ. Đây các bạn ơi, một lần chơi là 150.000. Để xem Bố Hùng có gỡ lại vốn cho mình không. Quỳnh Nhi cổ vũ cho Bố đi nào. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên nào. Cố lên. Ok, đang đợi. Hồi hộp ghê. Ôi, nhà này được 2 gói to này. Đấy. Có mà phải 50 gói. Rồi, Bố Hùng lên thớt. Cơ lên. Nhưng như này là con thấy Bố không gắp được nhiều rồi. Cố lên. Con phải tin tưởng Bố chứ. Cố lên. Kẹp cả chân nữa. Bùng cắn vào anh ơi, bùng cắn vào. Lấy cái miệng cắn vào. Bùng cắn vào lưỡi. Thôi không thấy Bố đâu nữa rồi, toàn thấy bim bim, bim thôi. Ui, ui kéo lên rồi, kéo lên rồi. Bố ơi, có lên. Ôi trời ơi, rơi hết rồi. Chắc lại chỉ được 19 thôi. Đây, chỉ được tí ở trên tay thôi. Ôi. Đỏ hết cả mặt các bạn ơi. Nào, đếm xem thành quả đi. To cái mồm. To to mồm kêu bảo là 50 gói. Cô bảo là 60 gói luôn.
Thế làm nào được bây giờ nha, xuống cái mà nó người nặng quá các bạn ạ. Với lại Vivian nó chìm hết xuống dưới rồi, không ăn thua. Lần này thất bại rồi, không được bằng giống như đợt trước rồi các bạn ạ. Nào đếm nào, Quỳnh Nhi đếm đi. 1, 2, 4, 4 6, 6, 8, 8 10, 10, 12, 14, 16, 18, à dạ vẫn được hơn 20 gói các bạn ơi. 20, 22, 24. Thiếu 6 gói nữa thì là bằng đợt trước các bạn ạ. Cái đợt trước thì mình gấp nhiều túi to bên này, cái túi con nhiều hơn. Đợt trước nó được cái túi hồng hoặc túi đỏ to bự cơ mà. Hôm nay thì được từng này thôi, không ăn thua rồi. Uầy, thế cái người gấp trước anh được 2 túi này, được gần 50 gói đấy. 2 túi gần 50 gói. Thôi, để đợt khác thì mình về luyện thêm các bạn, bởi vì lâu quá rồi. Đây các bạn ơi, mình có mua thêm cả một vé bắn cung nữa. Đây, cho em Quỳnh Nhi bắn cung cho em là có bắn đến tới nơi không nhá. Cái này bắn nếu mà được ấy là đổi quà đấy. Đổi quà? Đổi quà. Quỳnh Nhi chắc gì đã kéo được cái cung ra. Các bạn ơi, bắn cung ở góc bên này. Để xem bắn cung bắn như thế nào nhá. Anh chị ơi, 24 gói chắc là em tha hồ ăn luôn rồi. Em mời các anh chị ăn ạ. 24 gói vị chi mỗi ngày một gói ăn ít nhất cũng phải một tháng các bạn ạ. Bởi vì có phải là ngày nào cũng ăn được đâu. Đấy, làm luôn một gói cho nóng à. Vâng ạ. Đấy, à, vâng. Cho mẹ miếng. Ngon không? Đấy, 150.000 là được 24 gói. Các bạn nhân ra xem chia ra xem là bao nhiêu tiền một gói nhá. Bao nhiêu tiền một gói nào? Đây. Ok, thế bây giờ bố Hồng vào bắn cung đi để xem là được phần quà gì không. Ok. Con bắn cung mà. Với cái cung này cung to lắm con không bắn được. Đây các bạn ơi, mình sẽ dùng vé giờ chơi bắn cung nhá. Đây cho các bạn xem này. Còn nó có 5 mốc thưởng, mình sẽ lấy cái số 70 thôi nhé. Thôi, chưa gì đã nói trước rồi. Quý nhé, 70 điểm nhé. Vâng. Ok, bây giờ mình sẽ vào chơi nhé các bạn ơi. Con ơi, cho Nhi không ạ? Quý Nhi sẽ đứng ở ngoài kia. Uầy, cái cung to chưa các bạn ơi? Bố Hùng chưa bao giờ bắn cung để xem là bố Hùng bắn được bao nhiêu. Đấy, đích thì ở tít trong kia kìa. Đó, phải vào được cái đỏ hoặc là vàng thì mới được điểm cao. Ây, vàng ấy được 40 điểm. Vàng là 10 điểm chính giữa. Nhiều lần vàng thì cộng lại điểm ấy. Bố Hùng đang được ấy. Mỗi lần chơi thì sẽ được 10 tên các bạn ạ. Nào để xem bố Hùng vào được mấy. Chưa gì đã đòi 70 điểm rồi. Mắt bố Hùng thì cận các bạn ơi. Mắt thì cận mà bây giờ đòi đi bắn cung. Đấy, bây giờ đang được hướng dẫn. Xong rồi sẽ bắn. Ok, nào. Bố ơi, cố lên. Cố lên. Cố lên nào, để xem bố bắn được cái gì. Chắc gì đã trúng rồi ấy nào. Các bạn đoán xem. Ôi, ra ngoài kia kìa. Thôi, lần đầu coi như là nháp nha. Nháp. Lần thứ hai ấy, lần thứ hai nào, mũi thứ hai rồi, bố chỉ có 10 mũi thôi. Thôi em Quỳnh Nhi ngày xưa bắn cung nhở? Dạ. Thôi, ui, lại toàn rượt ra ngoài thôi. Rượt hết ra ngoài nhỉ? Chắc được 10 điểm, 17 điểm. Được 50 điểm các bạn ơi. Đó. 5 tên thôi mà. Nào, tiếp. Ui, xanh. Đấy, càng ngày càng ấy rồi các bạn ơi. Càng ngày càng càng trúng rồi. Tiếp theo. Lại xanh tiếp. Bây giờ sẽ bắn vào giữa nhá. Chắc là biết cách bắn rồi đấy. Đúng không? Quỳnh Nhi thì siêu lắm. Siêu á. Ôi, bắn thâu luôn cả ấy luôn. Mình bắn hết tên rồi, Quỳnh Nhi đi bắn không? Không, người ra bảo là con bắn là không chưa được cái nào vào vàng hết. Chưa cái nào vào vàng kìa. Chưa được cái nào vào tâm cả. Ê. Nhắm chúng người mà không chúng kìa. Bố đừng ngắm một mắt đâu, một mắt không được. Cận mà, bố cận thì lấy đâu ra mà chuẩn.
chưa được cái nào đỏ các bạn ơi. Chưa được cái nào đỏ hết, chưa được điểm. Có một cái đỏ à? Chưa. Ui. Hết tên rồi. Chiêu. Ui. Bây giờ tính điểm nào. Các bạn đây như không ăn thua rồi các bạn ạ. Nhìn cái kia không trúng vào cái tâm vàng cái nào thì làm sao mà đủ điểm được. Không trúng một cái không nào luôn. Cái này về phải luyện nhiều thì mới có khả năng là trúng được, chứ còn đâu không thì có mờ còn lâu mới trúng. Các bạn ơi, cái anh lúc nãy bắn trước bố Hùng được 17 điểm. Được 17 điểm mà vào rõ nhiều luôn. Để xem bố Hùng như nào có được bao nhiêu điểm. Bố Hùng được mấy điểm đây? Bố Hùng trúng nhiều mà không trượt trượt một cái màu đen ra ngoài. Trượt mấy cái ấy, toàn ra trắng mấy ấy thôi. Ê, được 40 điểm rồi. Đấy chưa 32 điểm chưa. Nhưng mà 32 điểm nhưng mà vẫn không được quà các bạn ạ. Bởi vì phải 40 điểm mới được quà. Đây này. 40 điểm mới được quà. Nhớ ba. 40 điểm mới được quà. Còn đâu 37 điểm. Mấy điểm rồi. Thôi làm nào được. Cho em bé mình thử một lần được không? Không kéo được. Không được đâu. Tại vì cái trò này không được. À. Cái này cũng không thẳng. Ok. Định xin cho em Quỳnh Nhi một mũi thử bán, nhưng mà bảo là cái này cung to quá, của người lớn không chơi được các bạn ạ. Em chơi cái nào? Ôi tưởng là cái này ngày xưa Quỳnh Nhi chơi rồi nhỉ? Em Quỳnh Nhi thích chơi cái trò này. Di chuyển như một nhẫn giả. Ninja. Cái này trẻ em được không? Con này đi bạn lấy chơi đồ, chị chơi đồ chứ. Đấy, chỉ có một cái dây tròn ở trên kia rồi. Đây. Mình phải xuất ra. Đấy, chỉ có một dây tròn này thôi. Nếu mà... Con muốn lấy cái nào thì nó con... Nó sẽ lắc đấy. Lắc luôn. À, cái này trò này là bố Hùng không chơi được đâu nha. Tại vì dưới 50 cân. Sợ gãy đứt dây luôn các bạn ạ. Còn chơi không? Ok, thế chơi rồi. Con bỏ giày ra. Các bạn ơi, nay em Quỳnh Nhi có chơi một trò chơi là cái đi như người nhận giả gì đấy mà bố Hùng lại không bấm quay chứ nhở. Chán thế. Thế thôi, mình buồn quá, mình bực quá thì mình đi ăn vậy nhở. Đây, hôm nay thì mình sẽ vào cái quán cơm gà xào, cơm rang gà xào các thứ. Nhưng mà phải chọn cái nào mà bớt cay đi nhở. Còn phô mai này. Con muốn ăn toàn phô mai. Con muốn ăn toàn phô mai á. Ok. Bây giờ gọi đồ xong rồi ăn nhá các bạn nhá. Chán quá. Hôm nay là có những cái thước phim em Quỳnh Nhi chơi cái kia thì buồn cười lắm. Để cho các bạn xem, nhưng mà thôi. Không quay thì thôi nhờ. Toàn ngã thôi. Tưởng dễ như thế nhưng mà hơi bị khó nha. Thôi. Tại vì con đang đeo tất. Đeo tất thật trơn à? Vâng ạ. Mình sẽ gọi một mì lạnh nhá. Vâng ạ. Ăn mì lạnh này. Đây các bạn ơi, món mì lạnh của chúng ta đã ra rồi đây. Ôi, có cả đá này. Mì lạnh nè, đã bảo lạnh là phải có đá chứ nào. Em Quỳnh Nhi ăn đá trước đi. Vâng ạ. Lạnh giống như là đi chơi không? Rồi, đây là củ cải này. Trộn đều cái này tương gì đây không biết. Đây có cay không? Cái đấy, mình không nên trộn, để cho em Quỳnh Nhi một góc nước đi. Rồi, mì lạnh nè. Ui xời, từ từ con. Đấy. Có bạn nào thích ăn mì lạnh không? Quỳnh Nhi là nghiện mì lạnh đúng không? Nghiện mì lạnh. Mình cũng thích mì lạnh. Đó. Em nghiện mình, nhiều thứ lắm. Không sang được Hàn Quốc ăn mì lạnh, nhưng mà mình ăn mì lạnh ở Việt Nam thôi. Nhờ. Vâng ạ. Đây. Mình có gọi một suất cơm gà rồi, tí nữa gà ra nha các bạn nha. Đây, ở đây thì có mỗi nửa quả trứng thôi. Phần cho em Quỳnh Nhi nè. Đó, mời các anh chị chưa? Chơi chắc là mệt quá đúng không? Chơi mệt quá nên là đói đúng không? Vâng ạ. Cho tí nước này. Đấy, nước này toàn nước đá thôi các bạn ơi. Ơi, mời các bạn nha. Úi dồi, hấp dẫn chưa? Sợi mì nó dai các bạn ạ. Dai. Dai nhờ. Đúng ạ. Nhưng mà ngon. Dai nhưng mà ngon.
Giống mì lạnh bố tự làm không? Bố Hùng ngày xưa cũng làm mì lạnh các bạn ơi. Nhưng mà để cục đá như thế này. Ở đây người ta đá mịn như thế này cơ mà. Đá mịn. Các bạn ơi, gà này, bên này là gà này, còn có cả bánh gạo này. Đó, ở dưới này là phô mai, đây cơm và mì, đó. Vừa ăn được thịt này, vừa có cơm và vừa có mì nhỉ. Vâng ạ. Đây, bánh gạo đây. Mình đã gọi suất không cay các bạn ơi, tại vì cả hai mẹ con không ăn được cay. Để mẹ lấy phô mai cho Quỳnh Nhi nữa nhá. Vâng ạ. Ồ, sồi, nhìn phô mai này Quỳnh Nhi ơi. Cái này thì ít béo lắm đây. Đấy, ăn hết mì đi, đang bỏng mà con. Đang bỏng nhá. Mấy tất cả các bạn nè, nhìn hấp dẫn chưa? Cái này mà thêm có tí cay cay vào nữa thì màu nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà không ăn được cay nên là thôi, ăn như thế này nhá. Lần đầu tiên bố Hùng ăn món này, bố Hùng thấy thế nào? Ăn cũng ngon đấy nhưng mà nhiều quá các bạn ạ, ăn nhiều không hết. Dạ thầy, mình ăn ít, ăn không hết. Cái này cũng ngon này, cái mì này, mấy cái cơm với lại cái mì lạnh này cũng ngon đấy. Đây là suất bé nhất rồi nhá, suất là hai người bé nhất rồi. Đây, cơm này, phô mai thì Quỳnh Nhi không phô ăn. Phô mai này thì Quỳnh Nhi thích ăn phô mai các bạn, nên là gọi chứ không thì phô mai này mình không thích ăn. Đây, cái này mềm rồi này, con này. Đây, lấy ra cho Quỳnh Nhi. Ăn không? Đấy, phô mai ở giữa kia. Đây, kìa. Lấy cái này đi. Các bạn ơi, kéo đấy. Kìa. Ai mà đạo phô mai thì thấy cái này là ngon như... lắm đây. Đây, bắt ra cho bố. Như đấy. Là cái kẹo kéo luôn ấy. Quỳnh Nhi thì ăn cơm. Phải ăn ngay, cái này phải ăn luôn. Rồi, đấy. Ngon không Quỳnh Nhi? Ngon lạ. Ngon thì ăn nhiều vào. Nhưng nãy giờ là lấy mì lạnh cho. Xong rồi cũng bảo mẹ lấy mì lạnh lại đi, con không ăn, để con ăn mì. Mì trong gà. Xong cuối cùng cũng bảo mẹ lấy mì trong gà đi, để con ăn cơm. Em Quỳnh Nhi là lười ăn. Đúng rồi, tại vì nó cứ có mùi ấy đấy. Mùi gì? Mùi tỏi. Đây là gia vị như thế và Quỳnh Nhi cứ chê là mùi tỏi các anh chị ạ. Đấy, chê như thế này hôm sau mẹ cho bạn khác đi chứ không mẹ không cho Quỳnh Nhi nữa. Chỉ thích ăn phô mai thôi. Phô mai. Ngon không? Ngon. Ok, ăn nha. Nói chung là ăn được cái chảo này là no các bạn ơi. Là quá no luôn rồi. Các bạn ơi, hôm nay đi chơi nha. Được ăn này, được chơi này, lại còn được gói mang về luôn đây này. Thành quả là 24 gói bim bim à, 23 chứ. Vâng. Quỳnh Nhi ăn mất một gói rồi còn đâu. Đây, nhiều như thế này nè. Có bạn nào đến nhà mình chia bớt bim bim cho các bạn nha. Em Quỳnh Nhi cũng không ăn nhiều bim bim đâu. Đấy. Ngày hôm nay như thế là ok Quỳnh Nhi nhờ. Vâng ạ. Rồi, bây giờ phải đi về đấy các bạn ơi. Mang 20 mấy gói bim bim đi về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của gia đình nhà mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.